Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến đối với ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái chiến thuật mà mình vừa mới thử nghiệm được, mà mình thấy rằng là chiến thuật này đánh cũng tương đối là hiệu quả với hai cái chỉ báo khá là xa lạ. Tuy nhiên thì mình thấy là cái sự kết hợp này hoàn toàn các bạn có thể tham khảo, đó là giữa chỉ báo Half Trend và cái chỉ báo WAE. Vậy thì chiến thuật này cụ thể nó sẽ đánh như thế nào và các cái điều mà chúng ta sẽ cần chú ý khi mà sử dụng chiến thuật này là sao thì chúng ta sẽ đến với chi tiết ở trong cái video ngày hôm nay. Ok, thì để bắt đầu với cả nội dung chính của ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta áp dụng cái chiến thuật Trace Gap theo cái xu hướng gọi là Half Trend kết hợp với cả chỉ báo WAE thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cách thức hoạt động của những cái chỉ báo này. Thì đầu tiên là cái chỉ báo đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người đó chính là chỉ báo Half Trend. Thì đây là một cái chỉ báo xu hướng phổ biến dựa trên ATR. Và nó cũng tương tự như là cái chỉ báo Super Trend nhưng mà nó sử dụng cái logic khác một chút để mà xác định xu hướng. Và cái lợi ích của chỉ báo này đó nằm ở cái việc là nó sẽ thể hiện cái xu hướng các cái vị thế đóng và mở của những cái thanh giá trong cái khung thời gian mà chúng ta đã chọn. Và chỉ báo này thì nó đi kèm với một cái thuật toán tích hợp để mà chúng ta có thể áp dụng những cái phương pháp tính toán riêng cũng như là phân bổ cái đường trung bình biến động giá. Kết hợp với cả cái chỉ báo Half Trend ngày hôm nay để mà có thể hoàn thiện hơn thì chúng ta sẽ dùng cái chỉ báo có tên viết tắt là WAE. Thì chỉ báo này là trong một cái video chiến thuật trước thì mình cũng đã từng sử dụng và giới thiệu cho mọi người rồi, mọi người có thể xem lại cái video đó. Ok, thì như vậy là chúng ta đã hiểu qua về cái chỉ báo mà chúng ta đã sử dụng rồi. Tuy nhiên thì để mà hiệu quả hơn thì mình sẽ điều chỉnh lại một số những cái thông số của những cái chỉ báo để chúng ta có thể có cái sự kết hợp đạt hiệu quả cao nhất khi chúng ta giao dịch. Cụ thể thì với chỉ báo Half Trend thì tại cái mục Input chúng ta sẽ chỉnh các cái thông số về 1, chưa ạ? Còn trong mục Style thì chúng ta sẽ tắt cái phần Half Trend. Đến với cái chỉ báo WAE thì trong cái mục Input thì chúng ta sẽ chỉnh cái phần Sensitivity thành 100. Còn trong mục Style thì chúng ta sẽ tắt cái mục Dead Zone Line đi và chúng ta sẽ chỉnh cái đường Explosion Line sang màu trắng. Và sau khi setup xong những cái thông số của những chỉ báo thì chúng ta sẽ đến cái phần áp dụng để chúng ta có thể thực hiện giao dịch. Đến với cả cái ví dụ setup của một cái lệnh long ấy, thì chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu đầu tiên, đó chính là cái tín hiệu long tại cái mũi tên xanh của cái chỉ báo Half Trend. Tiếp đến thì chúng ta sẽ quan sát cái chỉ báo WAE, đợi cái chỉ báo này chuyển sang màu xanh và cắt lên trên cái đường Explosion Line màu trắng. Và sau khi xác nhận được những cái dấu hiệu trên thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt một cái lệnh long ngay tại giá đóng cửa của cây nến tiếp theo tại cái thời điểm đó, chưa? Còn stop loss thì chúng ta sẽ đặt ngay dưới đáy gần nhất. TP chúng ta sẽ đặt theo cái tỷ lệ risk and reward là 1:1.5. Còn đối với cả các lệnh short ấy, thì cái công thức áp dụng nó cũng tương tự, chỉ có cái là các bạn sẽ đảo lại một chút. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên lưu ý là không vào lệnh khi mà cái cột đồ thị WAE chưa cắt lên trên cái đường Explosion Line, chưa ạ? Một điều nữa đó là cái phương pháp hiệu quả tốt nhất khi mà chúng ta áp dụng cho cái chiến thuật này ấy, đó là chúng ta nên tìm những cái tín hiệu mũi tên cùng chiều với xuông lớn để mà chúng ta có thể vào lệnh một cách gọi là tránh nhiễu nhất. Ok, thì vừa rồi là những cái cách để chúng ta có thể áp dụng cái chiến thuật scalping theo xu hướng giữa cái chỉ báo Half Trend và WAE. Và để mọi người có thể hình dung được một cách rõ hơn thì mình sẽ đến với những cái ví dụ cụ thể, được không ạ? Ok, thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái ví dụ đầu tiên. Thì hiện tại thì mình đang mở cái cặp gọi là chạc Matic đồng USDT trên khung M15. Thì trước đó chúng ta có thể thấy rằng là giá của Matic chủ yếu là đang đi ngang, đúng không ạ? Mặc dù là đã có cái tín hiệu mũi tên xanh trước đó, tuy nhiên thì mình sẽ không vào lệnh ở cái thời điểm đó do là theo cái tín hiệu WAE thì đồ thị nó chưa cắt qua cái đường màu trắng Explosion Line. Và sau một khoảng thời gian chờ đợi thì các bạn có thể thấy là chỉ báo Half Line cũng đã xuất hiện cái tín hiệu mũi tên màu xanh tiếp theo, còn chỉ báo WAE thì đã cắt qua cái đường Explosion Line màu trắng. Và với những cái dấu hiệu trên thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt một cái lệnh long ngay tại giá đóng cửa của cái cây nến xanh tiếp theo tại mức giá là 0.7796. Stop loss thì chúng ta sẽ đặt ngay dưới đáy gần nhất và mũi tên màu xanh là 0.7699, được chưa ạ? TP thì chúng ta sẽ để theo cái tỷ lệ risk and reward là 1:1.5. Và khi mà setup xong tín hiệu lệnh thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là giá nó sẽ chạy như thế nào nhé.
Ok, như vậy là các bạn thấy là cái lệnh long matic này của chúng ta cũng đã cắn TP sau một khoảng thời gian cũng không quá dài, khá là ngắn, chúng ta đã đạt được cái TP của lệnh này rồi. Như vậy là chúng ta đã có cái lệnh tháng đầu tiên cho cái chiến thuật mới này. Chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội vào lệnh tiếp theo. Thì hiện tại mình đang thấy rằng là chúng ta có thể vào lệnh được của cái cặp Link USDT trên khung M15. Thì tại đây các bạn có thể thấy rằng là giá của Link đã có một cái nhịp tăng trưởng khá tốt trước đó. Tuy nhiên thì giá nó đang có cái dấu hiệu là chững lại và đi ngang. Và sau khoảng thời gian chờ đợi thì cái chỉ báo half trend này nó cũng đã có cái tín hiệu mà mũi tên màu xanh, đúng không ạ? Báo hiệu chúng ta có thể vào lệnh long. Còn chỉ báo VKBY thì nó cũng đã chuyển sang màu xanh và cắt lên trên đường expiration màu trắng. Và với những cái tín hiệu trên thì chúng ta sẽ vào cái lệnh long tại giá đóng cửa của cây nến xanh tiếp theo tại mức giá là 5.814. Stop loss thì chúng ta sẽ đặt tại đáy gần nhất là 5.729, được chưa ạ? Còn TP thì chúng ta sẽ đặt theo tỷ lệ risk reward là 11.5. Ok, như vậy là chúng ta đã setup xong rồi và như thường lệ chúng ta sẽ chờ đợi xem giá nó chạy như nào. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là sau một khoảng thời gian đi ngang thì Link đã có được một pha tăng giá tương đối tốt và giúp cho cái lệnh này của chúng ta cũng đã cắn được TP tương đối là dễ dàng. Sau cái lệnh này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái độ hiệu quả của chiến thuật này là cũng tương đối tốt. Tuy nhiên thì các bạn cũng đôi khi là chúng ta vào xong chúng ta cũng cần kiên nhẫn, chưa nên cắt lệnh quá sớm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thử tiếp với một cái cặp giao dịch nữa xem như thế nào. Thì cái cặp giao dịch tiếp theo của chúng ta sẽ là cặp Link USDT trên khung M15. Thì tại đây thì cái chỉ báo uptrend nó cũng đã có cái tín hiệu mũi tên đỏ báo hiệu chúng ta có thể short được. Còn với cả chỉ báo VKBY thì chúng ta cũng đã chuyển sang màu đỏ và đã cắt lên trên cái đường expiration line rồi. Và với những cái tín hiệu trên thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để mà chúng ta đặt một cái lệnh short tại giá đóng cửa của cây nến đỏ tiếp theo, tức là ở mức giá là 5.757. Stop loss thì chúng ta sẽ đặt ngay trên đỉnh gần nhất tại mức là 5.805. Còn TP thì chúng ta sẽ đặt với cái tỷ lệ risk reward là 1.5. Sau khi setup xong lệnh short này thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là giá nó sẽ chạy như thế nào nhé. Như vậy các bạn có thể thấy là cái lệnh short này của chúng ta thì khá đáng tiếc là chúng ta đã bị cắn stop loss rồi. Mặc dù là lệnh này cũng tương được khi mà setup thì nó cũng tương đối là đẹp. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta quan sát kỹ hơn ấy, thì trước đó cái trend Link nó vẫn là trend tăng. Thế nên là Link đã có cái dấu hiệu đi ngang để mà có thể là lấy đà lên tiếp. Khá là đáng tiếc cho cái lệnh này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm một cái lệnh cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc cái việc ngày hôm nay xem là cái lệnh này chúng ta có thắng được hay không. Ok, thì hiện tại mình đang thấy là chúng ta có cái cặp chart LTC USDT trên khung M15 chúng ta có thể vào lệnh được. Thì nếu mà chúng ta check qua chart thì chúng ta có thể thể nhận thấy rằng là giá của LTC đã có một cái đợt tăng giá khá mạnh và đang di chuyển sideways. Và sau một khoảng thời gian thì cái chỉ báo half trend đã có cái tín hiệu mũi tên màu đỏ báo hiệu chúng ta có thể short được rồi. Còn chỉ báo VKBY thì nó chuyển sang màu đỏ và sẽ có cái dấu hiệu cắt lên trên cái đường expiration màu trắng. Sau khi setup xong cái entry short thì như thường lệ chúng ta sẽ chờ xem là lệnh chạy như nào. Ok, như vậy là cái lệnh cuối cùng này của chúng ta cũng đã cắn TP. Và nếu mà chúng ta nhìn đồ thị của chỉ báo VKBY thì chúng ta có thể thấy rằng là cái lực bán cũng khá là mạnh. Nên là việc LTC giảm giá cũng là một cái điều mà không quá khó để chúng ta có thể dự đoán. Ok, thì đó là toàn bộ những cái thông tin liên quan tới cái chiến thuật mà chúng ta có cái sự kết hợp giữa cái bộ đôi Half Trend và VKBY. Thì các bạn có thể test thêm
trên các cái khung thời gian nhỏ hơn như là M5, M10 hoặc M15, xem là nó có phù hợp với cả phong cách trade của các bạn hay không. Và trong thời gian này thì nếu mà các bạn đang trade future và margin mà các bạn cảm thấy chưa có cái chiến thuật cụ thể, hoặc các bạn cảm thấy không biết phân bổ vốn như nào, các bạn cần cái sự hỗ trợ từ mình hoặc là từ đội ngũ admin, thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Telegram sẽ có admin hỗ trợ các bạn. Và ngoài ra thì hiện tại thì mình đang triển khai thêm một cái kênh mới chuyên về đánh scalping, đó là kênh ARC Live Trading trên YouTube. Thì cái đường link mình sẽ để bên dưới, các bạn có thể đăng ký cái kênh này. Hàng tuần sẽ có ít nhất là từ 2 cho đến 3 livestream các admin sẽ đánh thực tế, cũng như là sẽ chia sẻ sẽ phím kèo cho mọi người trong cái livestream đấy luôn. Đó thì mọi người sẽ quan sát được xem là cách các admin xử lý lệnh như thế nào. Thì mọi người nên đăng ký cái kênh ARC Live Trading nếu như các bạn đang những cái người mà chuyên chơi scalping, hoặc các bạn là thích đánh future margin, thì các bạn đừng bỏ qua những cái video ở trên cái kênh mới, được chưa? Ok, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho mọi người. Và xin chào và hẹn gặp các bạn trong video sau.